Anh Phi trở lại với các bạn đây. Sau đơn hàng đóng con Nado 3 gửi đi Hà Nội, và bây giờ là một nhóm các xe tay đua Ngân Hà, anh Phi sẽ đóng để gửi đi cho bạn Huy Nguyễn ở Hoài Ân, Bình Định. Bình Định thì có một cái thành phố khá là nổi tiếng đó các bạn, chính là Quy Nhơn. Anh Phi rất là thích Quy Nhơn. Ở gần Quy Nhơn, trên đường ra sân bay á, từ thành phố Quy Nhơn đi sân bay á, thì nó sẽ có các cái khu du lịch, chẳng hạn như một là Kỳ Go nè, hai là Nhân Hải nè. Nhân Hải nó có một cái bãi biển, nó có đường đi trên biển khá là đẹp. Ba là chùa Ông Núi ha, Thiền Viện Thiên Hưng. Ở đây sẽ có các cái xe tay đua Ngân Hà, và anh Phi cũng sẽ giới thiệu sơ qua 2210-1, 2212, 2240, 2237 và 2238. Và đây là hộp quà tặng 2210-6, và tất cả đều phải mổ nó ra để test, lúc nào cũng vậy hết nha các bạn ha. Sáng nay thì anh Phi bị cái cáp test 4.0 của anh Phi nó bị hư, anh Phi phải chuyển qua cáp test 3.7 nhưng mà không được. Sau đó anh Phi lại chuyển qua cái cáp test là cái cục adapter thì cũng không được luôn, cho nên buộc lòng anh Phi phải đi tìm lại cái cáp test 4.8, và cũng may là đã tìm được rồi nhé. Tại vì cáp 4.8 là hợp lý nhất các bạn ha, cái dòng điện của nó là hợp lý nhất, nó không quá lớn và nó cũng không quá nhỏ, nó vừa để test. Còn nếu các bạn test bằng cái cáp 7.2 á, thì nó rất là dễ cháy cái motor. Tại motor của chúng ta là motor 2 viên, là motor 2.4, nhưng mà nó chịu được đó các bạn. Xe tay đua, motor xe tay đua Ngân Hà nó chịu được các cái dòng lớn nha. Anh đã thử rồi, anh Phi đã thử rồi, nhưng mà nó dễ chết motor lắm. Các bạn đưa viên pin 9.6 vô nó vẫn quay nha. 9.6 vô nó vẫn quay, nhưng mà nó sẽ dễ chết motor lắm. Các bạn đừng có thử ở nhà nha. Các bạn thử ở nhà chết motor là không ai đền cho các bạn đâu nha. Anh Phi không có đền đâu nha, anh Phi chỉ nói về cơ bản là nó được, nó chạy được thôi nha. Các bạn có nâng pin thì các bạn nâng cái loại pin thôi. Các bạn như nâng cái dòng pin có dòng xả cao thôi, chứ các bạn đừng có nâng cái pin từ 2 cục lên 4 cục ha. Nè, 2 cục, 4 cục ha. Nếu các bạn nâng lên pin 4 cục là chết motor, là không có ai đền được cho các bạn đâu nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ test motor đây. Đây, con này là 2210-1. Anh Phi sẽ cắt cái này ra đây nhé. Lúc nào cũng vậy hết. Chúng ta sẽ test cái motor. Mỗi lần mà anh Phi làm cái xe tay đua Ngân Hà này thì ở cửa hàng Abo nó như một đống rác các bạn. Như một đống rác luôn. Tại vì anh Phi cắt hộp giấy motor nè, nó nằm đầy hết trơn luôn ở dưới đó ha. Trước khi test thì quay vài cái để cho cái mỡ bò trong nó tan ra. Đây ok rồi nè các bạn, quay nè, thấy không, rất là ngon lành. Rồi xong, cho vào nha. Về anh, các bạn, anh Phi có chia sẻ những cái đoạn clip trên YouTube á, các bạn lên trên đó xem và ráp đúng kỹ thuật giúp anh Phi. Tại vì khi các bạn ráp vào mà không đúng kỹ thuật, nó rất là khó để cái motor nó quay, và nó sẽ có những cái mẹo nữa nhé. Có mẹo để chúng ta ráp cái phần bánh á, nó có những cái đó thì chịu khó xem qua ha. Mà khi bắt các bạn quyết định đặt xe tay đua Ngân Hà này á, thì anh nghĩ là các bạn cũng đã xem qua rồi, cho nên là thôi thì anh Phi cũng không nói nhiều phần đó, chúng ta chỉ tập trung cái phần test thôi. Từng con một, từng con một chúng ta sẽ test cái motor ha. Đây, cắt ra. Cứ mỗi một cái bịch như vậy á, là anh Phi sẽ thả ra 2 miếng rác. Thì 5 con, 6 con thì là 12 miếng rác. Cộng với những miếng rác khác nữa, anh Phi thả ra rất là nhiều rác nha. Cho nên khi làm xong anh Phi phải đi quét, đi hốt. Đây, ngon lành, quay ha. Rồi, xong. Thường thì các bạn đặt 5 giúp anh Phi nha, đừng có đặt 6. Ê, xin lỗi. Các bạn đặt lẻ vô anh Phi từ 5 đổ lên nha. 5 thì anh Phi bù thành 6, 7 thì anh Phi bù thành 8 nha. Giống như sáng nay anh Phi test một cái đơn 9 anh Phi bù thành 10, đóng muốn chết luôn. Cái đoạn clip đó thì chưa ra đâu, đoạn clip đó thì tối nay mới ra. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ tập trung cho thằng này trước. Khi các bạn xem đoạn clip này thì đoạn clip kia nó đã ra rồi, anh Phi làm cuốn chiếu. Hôm nay khá là nhiều clip cho nên cho tới bây giờ anh Phi vẫn chưa làm mini game được. Sau cái clip này chắc buổi tới buổi tối anh Phi mới làm mini game. Bây giờ mới chiều thôi các bạn, bây giờ tới mới tầm khoảng 4 rưỡi chiều thôi.
à, ha, cái motor này anh Phi đang xoay cho nó tan đi cái mỡ bò ở trong nha. Nhưng tới giờ thì nó vẫn chưa có hoạt động được, thì chúng ta sẽ cho nó qua một bên nhé. Anh Phi sẽ nhờ anh Lĩnh đi lấy cái motor mới ha. Cái motor mới, còn motor này chúng ta sẽ cho qua một bên đi, nó hư rồi, không chạy rồi, giờ chúng ta sẽ test tiếp con này nha. À, anh Lĩnh thì đang bận ở trong rồi cho nên là chút xíu nó đi, anh Phi sẽ nhờ anh Lĩnh sang nha. À, hiện nay chúng ta đang test cái mẫu là 2240 nha. 2240 đây, 2240 nó sẽ là như vậy, nó sẽ có những cái bộ phụ kiện thêm, nhưng mà bộ phụ kiện thêm này là nó random, là nó bất kỳ nha các bạn nhé, không hộp nào giống hộp nào đâu, không có chọn hộp được, cho nên là nó cho cái gì thì chúng ta lấy cái đó thôi ha. À, chứ chúng ta sẽ không có chọn được cái phụ kiện ở phía bên trong. À, đôi lúc thì nó cho cái này, đôi lúc thì nó cho cái kia, cho nên các bạn đừng hỏi anh Phi là trong này nó có phụ kiện gì, anh Phi không có biết đâu, trừ khi khui ra nhé, khui ra rồi mới biết trong đó nó có phụ kiện gì. Đây, ngon lành chưa? Đấy, nó quay vào đây các bạn. À, rồi ha, anh Phi đang test và có vẻ cái motor này nó cũng bất ổn, thôi chờ xíu anh Phi lên trên kho thì lấy thêm vài cái motor nữa. Đây rồi, anh Phi đem cả rổ motor của anh Phi xuống đây và bây giờ chúng ta sẽ test từng cái nào chạy thì chúng ta sẽ bởi vào nha. Đấy, cái này cũng không có xi nhê luôn, Phi lấy một cái mới hoàn toàn coi ha. Rồi đây, xoay cái là biết liền. Nói thật với các bạn, khi cầm motor lên là anh Phi biết cái nào quay được, cái nào quay không được luôn á. Chúng ta xoay cái này nè, chúng ta xoay cái này nè, nó thấy nó trơn tru là ok, còn nó không trơn là thấy không, xoay cái là biết liền, trơn tru là ok ha. Cái này không được bỏ qua một bên đi nhé. Rồi cái này xong rồi nè. Rồi đây nhé, đây 2240 xong. 2240 là một mỗi lần test tao phải quay ngược hộp như vậy nè các bạn, bỏ nó vô nó mới tiện ha, còn nếu không nó là rất là bất tiện để bỏ nó vào. Và anh Phi sẽ chuyển qua test cái hộp 2212 lại nhé. À, anh Phi đem motor xuống rồi thì anh sẽ test lại cái hộp 2212. Cái motor 2212 hồi nãy là nó bị không chạy. Rồi xong hộp này, đây 2-3 hộp đây. Cái motor này để test 2212 cho rồi, để đây hồi nó mất cái linh kiện của chúng ta nữa. Đây ha, có bánh nhà bánh không? Nhà bánh. Rồi ok, xong. Đây, dán lại ra nữa. Rồi 2212 xong luôn đó các bạn ha. Đây 2212 lại, và chúng ta còn hai hộp ở phía sau nữa là xong rồi, và chúng ta chuyển qua khâu đóng hàng nữa là xong nhé. Hai hộp kế tiếp là hai hộp 2238 và 2237. Đây bốn hộp, và đây là hộp thứ năm. Chúng ta sẽ lật ngược nó lại như vậy, lấy nó ra, quăng cái này qua bên này nhé, và cái motor nó sẽ nằm ở trong đây nè. À, bây giờ anh Phi sẽ cắt cái hộp ra, kéo của anh Phi. Đây, motor nằm đây nè các bạn. À, chúng ta xoay cái motor thử cái chúng ta biết liền. Ok, cái motor này ok nè. Thấy không? À, khi chúng ta ráp thì chúng ta nên bẻ cái ngàm này xích lên cao chút xíu nha các bạn, đừng có đè nó sâu quá, đòi sâu quá nó không có ăn với các cái khớp ngàm của cái rò le ở phía trên nha. Cái đó thì anh Phi cũng đã chỉ các bạn rất là nhiều lần rồi, mỗi lần ráp ngân hà là anh Phi đã chỉ và chia sẻ với các bạn, cho nên là các bạn xem lại những cái đó ha. Rồi xong rồi ha các bạn ha, cái phần test cái con 2237 nữa là kể như cái việc test hàng ngày hôm nay của anh Phi đã xong, và anh Phi sẽ dành một chút ít thời gian để anh Phi chuẩn bị cái việc làm mini game chiều nay. Tại mini game chiều nay nó sẽ kết hợp thêm một cái phần mini game gọi là mini game vui. Anh Phi đố các bạn trong cái vấn đề về
cái địa chỉ mail mà anh Phi làm cái Facebook. Anh Phi thấy trên đó có bạn trả lời chính xác đó, mà hôm nay lu bu quá anh Phi chưa có quay trở lại với cái topic đó để anh Phi xem coi có bao nhiêu bạn trả lời chính xác. Một chút xíu nữa thì anh Phi sẽ xem coi có bao nhiêu bạn trả lời chính xác. Nếu chỉ có một bạn thì anh sẽ thông báo luôn là bạn nào trúng qua, còn nếu có 2-3 bạn thì chúng ta lại phải tiến hành bắt thăm nhé. Thì chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ có cái phần mini game đó, nhưng mà trước mắt chúng ta phải test cho xong cái phần xe tay đua ngân hàng này cái đã ha, và đóng gói nó luôn nha. Đấy. Có vẻ là cái chỗ này nó hơi ấy các bạn, nhiều khi nó bị oxy hóa các bạn, nó không có ăn được cái nguồn điện của chúng ta. Cái này cũng không ăn được. Cái cách anh Huy làm này các bạn cũng nên xem qua nha, là chúng ta làm sạch cái chỗ cái rờ le này để nó dễ bắt điện ha, mà nó bắt điện mạnh hơn nhé. Nó bị oxy hóa thì nó sẽ bắt điện không bằng đâu ha. Đây, ngon lành, không ngon chút nào hết. Các bạn nghe tiếng nó kêu không? Ngon chút nào hết. Đấy. Cái cuối cùng thử thách anh Phi quá các bạn ha. Đây, anh Phi sẽ lấy tiếp tới cái này. Ngon lành. Đây các bạn thấy không? Nè, đây một đầu cực vô đây. Đầu cực vô đây ha. Anh Phi vẫn cảm thấy nó không ổn quá, anh Phi sẽ đi lấy tiếp motor trên kho xuống đây. Rồi đây các bạn, anh Phi vừa mới lụm thêm hai cái trên kho xuống nữa đây ha. Đấy. Có lẽ cả cái cáp của anh Phi nó có vấn đề gì đó các bạn ơi. Rồi đây ngon lành ha, quay ngon lành. Rồi ok, anh Phi sẽ cho cái này vào đây nữa là xong nhé. Rồi kể như là anh Phi đã test xong các cái hộp xe tay đua ngân hàng rồi, bây giờ chỉ việc đóng gói lại nữa và gửi đi nữa là xong nha. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua khâu đóng hàng thì chắc cũng không có gì để coi đâu. Anh Phi ghi nhận clip nhanh nhé, anh Phi ghi nhận clip nhanh cho các bạn xem nha. Rồi xong.